Trọng Lộc sẽ thi đấu với một đội bóng rất tốt đến từ quê hương Nga Sơn, đó là đội bóng The King. Để đảm bảo tốt nhất cho thời gian trận đấu này, chúng tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí trong ban huấn luyện của đội bóng đá đến từ đội bóng đá trẻ Hậu Lộc cũng như đội bóng đá The King của huyện Nga Sơn. Để đảm bảo tốt nhất cho thời gian trận đấu này, đề nghị tổ trọng tài cũng như ban huấn luyện của hai đội bóng cho hai đội bóng làm những thủ tục cần thiết nhất để đến với trận đấu này. Theo chúng tôi được biết thì trọng tài điều khiển trận đấu này là trọng tài Bùi Hoàng Đức, một trong những trọng tài có chất lượng chuyên môn rất tốt của bóng đá huyện Hậu Lộc. Và trọng tài Bùi Hoàng Đức đang cho các đội bóng làm những thủ tục cần thiết nhất để đến với trận đấu giao lưu trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin nhiệt liệt chào mừng những cổ động viên yêu quý của bóng đá huyện Hậu Lộc và đội bóng đá đến từ quê hương Nga Sơn chứng kiến một trận đấu giao lưu đỉnh cao trong khuôn khổ giải bóng đá giao lưu trong buổi chiều ngày hôm nay. Trọng tài điều khiển trận đấu này là trọng tài Bùi Hoàng Đức, một trong những trọng tài có chất lượng chuyên môn rất tốt của bóng đá huyện Hậu Lộc. Theo quan sát chúng tôi, từ đội bóng đến từ The King Nga Sơn mặc bộ quần áo truyền thống của mình, đó là bộ quần áo hồng quần đen, và đội bóng đá đến từ đội bóng đá chủ nhà đơn vị Hậu Lộc là mặc trang phục áo đỏ quần đen. Đội hình xuất phát của đội bóng đá The King, thủ môn bảo vệ khung thành là thủ môn Anh Quân mang số áo 36, Phạm Hà mang áo số 17, Văn Duy mang áo số 00, Ngọc Đỉnh mang số áo 21, Tuấn Anh mang số áo 28, Phạm Mạnh mang số áo 19 và cầu thủ mang áo số 30 Tuấn Hưng. Các cầu thủ đơn vị FC Trẻ Hậu Lộc, thủ môn Tuấn Anh mang áo số 20, Đức Anh mang áo số 21, Phạm Điệp mang áo số 8, Phúc Tiến mang áo số 5, Văn Nam mang áo số 92, Thanh Tùng mang áo số 17 và cầu thủ mang áo số 11 Lam Trường. Điều khiển trong trận đấu này là trọng tài Bùi Hoàng Đức. Bùi Hoàng Đức đang cho các cầu thủ làm những thủ tục cần thiết đến trận đấu này. Tiếng còi khai cuộc bắt đầu. Theo quan sát chúng tôi, từ đội bóng đá đến từ quê hương Nga Sơn đang bảo vệ khung thành cầu môn bên cánh tay trái của ban tổ chức. Ngay từ những giây phút đầu tiên thì các thủ FC Nga Sơn đang tổ chức đá tấn công. Bóng quá đơn giản với thủ môn Tuấn Anh. Bạn ơi, có một bạn số 10 đấy, một bạn số 10 đấy chưa đăng ký đấy, chắc đến đăng ký anh nhé. Bóng đi hết đường biên. Đặt quá nhá, to tí nữa đi. Tên là gì đấy? Yêu. À yêu, to tí nữa. Còn hẳn đấy. Năm bếp. Năm bếp à? Thì năm bếp anh nhá. Năm bếp. Các cầu thủ FC, các cầu thủ trẻ của đơn vị Hậu Lộc được hưởng quả đá phạt góc đầu tiên. Bóng quá đơn giản với đội trưởng Phạm Hà. Và ngay sau đó tình huống xử lý bóng rất tốt của cầu thủ mang áo số 11 Lam Trường. Theo quan sát chúng tôi thì bảo vệ cầu môn bên của FC The King Nga Sơn không phải mạnh tẽm mà là cầu thủ mang áo số 36 Anh Quân. Sự can thiệp kịp thời của đội trưởng Mạnh Hà, cầu thủ vừa có tình huống truyền rất khó chịu là cầu thủ mang áo số 8 Phạm Điệp. Bóng đi hết đường biên cho các cầu thủ FC, các cầu thủ trẻ của chủ nhà đơn vị Hậu Lộc. Đức Anh quá đơn giản với Anh Quân. Tuấn Hưng. Đâu? Tuấn Hưng đang đối mặt với Phúc Tiến. Sự tranh chấp rất tốt của cầu thủ mang áo số 5 Phúc Tiến, bóng hết đường biên. Quý vị đại biểu, quý vị khán giả đang đến với trận đấu giao lưu giữa hai đội bóng láng giềng. Đó là đội bóng FC, các cầu thủ trẻ của chủ nhà Hậu Lộc đang thi đấu với một đội bóng có chất lượng chuyên môn rất tốt của bóng đá huyện Nga Sơn, đó là The King. Để đến với trận đấu này thì chúng tôi được biết là lượng cổ động viên yêu quý của đơn vị chủ nhà đang về cổ vũ rất nhiệt tình. Và đặc biệt là những cổ động viên thân mến
của quê hương Nga Sơn đang theo dõi trực tiếp trên fanpage Media Nga Sơn Beat, một kênh truyền thông rất tốt cho đến thời điểm này. Và cũng là một trong những đơn vị tài trợ chính cho chương trình live stream cũng như chương trình bình luận trực tiếp của trận đấu giao lưu giữa đội bóng đá trẻ của huyện Đào Lộc cũng như đội bóng Giờ Kinh đến từ quê hương Nga Sơn. Bóng quá lớn quần. Tình huống chạy chỗ và dứt điểm rất tốt của cầu thủ mang áo số 8 Phạm Điệp. Đá rất khó chân nào. Ngay từ những giây phút đầu tiên thì các đơn vị chủ nhà đang chơi rất tốt. Dứt điểm ngay. Tình huống dứt điểm là của cầu thủ mang áo số 11 Lam Trường. Lam Trường xử lý bóng rất tốt và dứt điểm. Bóng đi hết đường biên cho các cầu thủ FC. Các cầu thủ trẻ của đơn vị chủ nhà Hậu Lộc được hưởng quả đá phạt góc tiếp theo. Trọng tài Bùi Hoàng Đức cho rằng bóng đã chạm chân một cầu thủ của FC Giờ Kinh Nga Sơn. Trong tuần vừa qua thì đội bóng Giờ Kinh Nga Sơn thi đấu giao lưu với một đội bóng Hùng Vương đến từ thành phố Ninh Bình. Và đội bóng Giờ Kinh và đội bóng Hồng Vương đã xuất sắc cầm hòa với tỷ số 3-0. Một trận đấu được đánh giá chất lượng chuyên môn rất tốt. Trận đấu này để mang tính chất để giao lưu giữa hai nền bóng đá đang phát triển bậc nhất của tỉnh Thanh Hóa. Đó là đội bóng trẻ đến từ đội chủ nhà Hậu Lộc cũng như đội bóng Giờ Kinh của Nga Sơn. Rất tốt. Thẩm định thành công của Lâm Tiến không? Sự can thiệp kịp thời của cầu thủ mang áo số 17 Phạm Hà. Phạm Hà là một trong những cầu thủ đang đầu quân trong một đội bóng rất tốt của bóng đá huyện Nga Sơn, đó là FC Hoàng Gia. Bóng quá luẩn quẩn. Tình huống xử lý bóng lỡ nhịp của thủ môn Anh Quân tạo cơ hội cho đơn vị chủ nhà Phúc Tiến. Các cầu thủ trẻ của đơn vị chủ nhà đang chơi mạch lạc hơn rất nhiều ở những giây phút vừa qua của hiệp đấu thứ nhất này. Đức Anh, lối đá vét sinh tầm thấp đang được phát huy. Tuấn Anh, Văn Duy và Tuấn Anh đang là hai cầu thủ đá cao nhất của FC rất tốt. Tình huống xử lý nghệ thuật của cầu thủ mang áo 28 Tuấn Anh. Chuyền bóng rất nhanh. Quá tốt cho cầu thủ mang áo số 21 Đức Anh. Vẫn là Đức Anh. Đức Anh đang đối mặt với cầu thủ mang áo số 17 Phạm Hà. Cho đến lúc này thì những cổ động viên yêu quý của bóng đá huyện Đào Lộc đang trở về cổ vũ cho đội bóng rất đông. Những cổ động viên của đội bóng Giờ Kinh cũng đang cổ vũ nhiệt tình. Và trận đấu này thì đang được trên truyền thông Media Nga Sơn Beat phát trực tiếp, cũng là một trong những đơn vị đang tài trợ cho trận đấu live stream trong sân khuôn viên trung tâm thị trấn Hậu Lộc. Trọng tài cho rằng cầu thủ mang áo số 10 Nam Bết đã để bóng chạm tay. Tuấn Anh, Ngọc Đình đang đối mặt với cầu thủ mang áo số 10 rất nhanh. Thanh Tùng, lối đá vét sinh toàn sân của các cầu thủ FC Hậu Lộc đang được phát huy. Quá đơn giản cái thủ môn Tuấn Anh. Theo quan sát chúng tôi, cầu thủ mang áo số 21 Đức Anh đang di chuyển rất rộng. Đức Anh đang tham gia với tình huống lên công về thủ. Bóng từ chân cầu thủ mang áo số 11 Lam Trường đi hết đường biên.
các cầu thủ FC Dơ Kinh của Nga Sơn được hưởng quả đá biên. Chuyển bóng các quá tốt của cầu thủ áo số 17 Thanh Tùng. Trọng tài bắt lỗi một cầu thủ mang áo số 11 Lam Trường đã phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 30 Tuấn Hưng. Lên anh ơi. Đội bóng FC Dơ Kinh của Nga Sơn với tiền thân là đội bóng quản lý hành chính tại đơn vị xã Nga Thành tham gia giải bóng đá lễ hội Man Tiêm cũng như đại hội thể dục thể thao huyện Nga Sơn lần thứ 9 vào tháng 3 năm 2022 này. Một đội bóng tập thể luôn chơi nhiệt huyết và với tinh thần thể thao cao thượng. Trong những ngày vừa qua thì đội bóng đá FC Dơ Kinh thành lập là một câu lạc bộ Dơ Kinh với những truyền thuyết từ thời vua. Và kinh đó là kinh thành. Chính vì thế cho nên đội bóng này đang trong thời gian vừa qua đang tổ chức chơi rất tốt. Cầu thủ mang áo số 17 Thanh Tùng chơi quá tốt ở những phút vừa qua của trận đấu này. Phạm Điệp. Và trong thời gian vừa qua thì đội bóng đá FC Dơ Kinh đang chơi mạnh lạc. Và trung tuần ở tháng 9 này thì đội Dơ Kinh Nga Thành Dơ Kinh đã chơi với một đội bóng đến từ đội bóng Hùng Vương của thành phố Ninh Bình. Một trong những trận đấu đỉnh cao đang chơi tại sân cỏ nhân tạo Phú Tài của huyện Nga Sơn. Sau trận giao lưu này thì đội bóng Dơ Kinh của Nga Sơn sẽ di chuyển ra thành phố Ninh Bình gặp lại lượt về vừa gặp đội bóng Hùng Vương. Trận đấu này thì thời tiết đang quá mát. Những cổ động viên yêu quý của bóng đá Hậu Lộc đang trở về sân càng đông. Đặc biệt là những cổ động viên yêu quý của bóng đá Nga Sơn đang theo dõi trên fanpage Media Nga Sơn Beat, một trong những kênh truyền thông mà những cổ động viên yêu quý của bóng đá Nga Sơn nói chung và tỉnh Thanh Hóa đang theo dõi rất tốt trong những trận bóng đá cũng như những hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của kênh truyền thông Nga Sơn Beat, đơn vị tài trợ chính cho chương trình phát trực tiếp trong trận đấu giao lưu trong buổi chiều nay. Tình huống xử lý bóng rất tốt của thủ môn số 30 Tuấn Hưng. Thanh Tùng quá tốt cho cầu thủ áo số 21 Anh Đức. Tuấn Hưng có làm gì được không? Vẫn là Tuấn Hưng. Cầu thủ bên đấy. Trọng tài Bùi Hoàng Đức đã thổi còi để phạt đối với cầu thủ mang áo số 17 Thanh Tùng. Cầu thủ này là có võ say đấy. Thanh Tùng đã phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 30 Tuấn Hưng. Đứng trước bóng là cầu thủ mang áo số 28 Tuấn Anh, một trong những cầu thủ chơi rất xuất sắc của bóng đá Dương Kinh. Quá tốt, không gì được không? Tiếp tục là tình huống dứt điểm. Cầu thủ vừa có tình huống dứt điểm là cầu thủ mang áo số 28 Tuấn Anh. Trọng tài Đức cho rằng các cầu thủ FC Dơ Kinh được hưởng quả đá biên tiếp theo. Bóng đế được biên cho thủ môn Tuấn Anh được hưởng quả phát bóng lên. Cho đến lúc này thì theo truyền thông Media Nga Sơn Beat truyền tải về thì đang có rất nhiều những cổ động viên yêu quý của đội bóng Dơ Kinh đến từ Nga Sơn và những cổ động viên yêu quý của bóng đá Nga Sơn đang theo dõi trên fanpage Media Nga Sơn Beat, một trong những kênh truyền thông nổi tiếng của huyện Nga Sơn và cũng là đơn vị tài trợ chính cho trận giao lưu tại trung tâm sân thể thao huyện Hậu Lộc. Ngọc Đình. Các cầu thủ FC Dơ Kinh Nga Sơn đang chơi tốt hơn rất nhiều ở những phút vừa qua của hiệp đấu thứ nhất này. Đội trưởng Phạm Hà quá tốt. Tuấn Hưng. Cầu thủ mang áo số 10 Nam Bất đã phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 30 Tuấn Hưng. Đứng trước bóng ở ngay vòng trung tâm là đội trưởng Phạm Hà.
Phạm Hà là đội trưởng của đội bóng đá thuộc cơ sở quản lý hành chính Ủy ban xã Nga Thành, đội trưởng đội bóng đá Giờ Kinh và là thành viên xuất sắc của đội bóng đá Hoàng Gia, một trong những đội bóng mạnh nhất của bóng đá Nga Sơn, tham gia rất nhiều những giải bóng đá trong những năm vừa qua. Trong thời gian vừa qua thì bóng đá Hậu Lộc phát triển rất tốt ở bóng đá thiếu niên như đồng cũng như giải bóng đá các phong trào của huyện Hậu Lộc. Vẫn là Phạm Hà. Phạm Hà đang tập trung kiểm soát Tuấn Anh, một trận đấu với tốc độ trung bình. Hai đội bóng đang thăm dò những phẩm chất, những kỹ thuật của mình. Lúc này thì các bác các chú trong ban quản lý sân của trung tâm thị trấn Hậu Lộc cũng đã lên đèn rồi để phục vụ cho các cầu thủ. Trận đấu này thì theo chúng tôi thống nhất với ban tổ chức thì hiệp đấu thứ nhất sẽ được thi đấu 35 phút, nghỉ giờ giải lao 10 phút và hiệp đấu thứ hai sẽ tổ chức bù giờ 5 phút và thi đấu 40 phút. Đội trưởng Phạm Hà đã phá bóng dứt khoát. Trọng tài Bùi Hoàng Đức cho rằng một cầu thủ của đội bóng đá trẻ Hậu Lộc đã bắt bóng trong sân. Phạt. Văn Duy là người thực hiện quả đá phạt. Văn Duy đã rất tốt. Hoa đô thủ môn Tuấn Anh. Tuấn Anh đã xuất sắc xử lý bóng với tình huống xúc phạm rất khó của cầu thủ mang áo số 00 Văn Duy. Văn Duy là như thế, thường có những tình huống xuất phạt rất đẳng cấp và Tuấn Anh phải nhoài người hết cỡ với xử lý được bóng trong tình huống vừa rồi. Rất may. Tình huống xử lý bóng rất tốt của cầu thủ mang áo số 17, đội trưởng Phạm Hà. Phạm Hà đã xử lý bóng dứt khoát trong ngay mũi giày của cầu thủ mang áo số 5 Phúc Tiến. Bóng hết đường biên cho các cầu thủ MC Hậu Lộc được hưởng quả đá biên. Cầu thủ đang thực hiện quả đá biên là cầu thủ mang áo số 17 xuất sắc Thanh Tùng. Thanh Tùng lót bóng hơi sâu so với đà di chuyển của các cầu thủ trẻ đến từ đơn vị chủ nhà FC Hậu Lộc. Bóng hết đường biên cho các cầu thủ Dương Kinh An Xuân được hưởng. Anh Quân và đội trưởng Phạm Hà đang tổ chức ban bật. Vẫn là sự can thiệp kịp thời của cầu thủ mang áo số 17 Thanh Tùng. Thật đến lúc này thì những cổ động viên yêu quý của bóng đá huyện Hậu Lộc đang trở về càng đông. Những lượng cổ động viên khổng lồ đang theo dõi trên fanpage Maria Nga Sơn Bít cũng như các kênh của bóng đá 7 khu vực Bắc Sông Mã đang có những lời động viên chia sẻ đối với những cầu thủ đang thi đấu trên sân trung tâm huyện Hậu Lộc, một trong sân như chúng tôi đi làm bóng đá rất nhiều, nhưng với một trong những mặt sân quá đẹp, khuôn viên cũng như phục vụ ánh sáng cũng như đặc biệt là những có những khán đài B rất quy mô, một trong những sân đủ tiêu chuẩn để thi đấu cho giải bóng đá cấp thành phố. Tuấn Anh. Trận đấu này thì đang được kênh truyền thông Media Nga Sơn Bít phát trực tiếp. Những cổ động viên yêu quý của bóng đá Hậu Lộc nếu cảm thấy rất hay và xin một lượt chia sẻ để lan tỏa cho trận đấu này, một trong những trận đấu đang được kênh truyền thông Media Nga Sơn Bít phát trực tiếp trên sân trung tâm văn hóa thể thao huyện Hậu Lộc. Thanh Tùng để bóng cho Tuấn Anh, một trong những cầu thủ chơi đang chơi tốt nhất của đội bóng đá trẻ Hậu Lộc ở những phút vừa qua. Thanh Tùng đang chơi với phong độ lên công về thủ.
rất tốt cho đội trưởng Phạm Hà. Dứt điểm đây. Tình huống vừa chạy vừa dứt điểm rất tốt của cầu thủ mang áo số 30 Tuấn Hưng. Tuấn Hưng xử lý bóng bước một và di chuyển vào nách trung độ của thủ môn Tuấn Anh và tung ra một cú dứt điểm rất tốt bằng mũi dài chân phải. Bóng chỉ đi xịt cột dọc của đội bóng đá trẻ Hậu Lộc trong gang tấc. Quá tiếc cho các cầu thủ đơn vị Dơ Kinh của Nga Sơn. Ngay từ những giây phút đầu tiên thì các cầu thủ FC Dơ Kinh Nga Sơn nhập cuộc chưa tốt bởi vì chưa làm quen được với mặt sân. Nhưng ở những giây phút vừa qua của hiệp đấu thứ nhất này thì các cầu thủ FC Dơ Kinh đang chơi tốt hơn rất nhiều. Đứng trước bóng là đội cầu thủ mang áo số 17 Thanh Tùng. Thanh Tùng thì các cầu thủ FC của Dơ Kinh Nga Sơn không lạ gì. Bờ giải bóng đá huyện Hậu Lộc mở rộng đã phát trên bóng đá sân 7 của Nga Sơn. Cũng như sân 7 của Bắc Sông Mã thì cầu thủ mang áo số 17 Thanh Tùng chơi rất tốt. Dứt điểm ngay. Thanh Tùng và cầu thủ mang áo số 21 Đức Anh đang chơi rất tốt. Quá đi thì không. Trọng tài nói không với phạm lỗi. Quá tốt cho Văn Duy. Trọng tài Bùi Hoàng Đức là một trong những cầu trọng tài trẻ có chất lượng chuyên môn rất tốt của bóng đá huyện Hậu Lộc. Đức Anh, Thanh Tùng, Phạm Điệp, lối đá phát sinh tầm thấp của các cầu thủ FC chủ nhà Hậu Lộc đang chơi tốt hơn rất nhiều. Đức Anh đá đổi cánh. Đức Anh đang đá trám vào vị trí của cầu thủ mang áo số 17 Thanh Tùng, vẫn là Đức Anh. Phạm Điệp. Phạm Điệp chuyền bóng rất tốt cho cầu thủ mang áo số 10 Nam Bét. Và Nam Bét xử lý bóng bước một không tốt trước cầu môn của cầu thủ mang áo số 29 Anh Quân. Anh Quân trận đấu này đang bắt thay cho vị trí quen thuộc của đội bóng đá Dơ Kinh chơi ở những trận vừa qua là cầu thủ mang áo thủ môn số 1 Mạnh Tém. Cầu thủ FC Nga Sơn đã có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 00 Văn Duy rời sân. Và cầu thủ mang áo số 3 vào sân. Số 3 là cầu thủ mang áo số 3 Xuân Hoàng. Xuân Hoàng đã vào sân thay cho cầu thủ mang áo số 00 Văn Duy. Thanh Tùng. Cầu thủ FC, các cầu thủ trẻ FC của Hậu Lộc được hưởng quả đá biên vẫn là Thanh Tùng. Quá nguy hiểm. Sự lăn trả của cầu thủ mang áo số 30 Tuấn Hưng và Phạm Hà. Vẫn là Phạm Hà. Lối đá vét sinh tầm cao rất khó chịu của đội chủ nhà các cầu thủ trẻ Hậu Lộc. Trọng tài Bùi Hoàng Đức cho rằng một cầu thủ mang áo số 8 Phạm Điệp đã đá cao chân. Trọng tài Hoàng Đức đang có những quyết định rất chính xác ở những phút vừa qua của trận đấu giao lưu này. Phạm Hà. Nam Bét có làm gì được không? Tất cả những tình huống nguy hiểm nhất ở cung thành của thủ môn Anh Quân đang được sự giải hóa của cầu thủ mang áo số 17 đội trưởng Phạm Hà. Một trận đấu đang các cầu thủ chưa tự tin để thể hiện những phẩm chất của mình, đang thăm dò. Ban huấn luyện của đội bóng đá chủ nhà cũng như đội bóng FC Dơ Kinh của Nga Sơn đang tìm ra những phương án tốt nhất để cho các cầu thủ thi đấu
với những quyết tâm cao nhất để giành được những kết quả tốt nhất trong trận đấu giao hữu này. Ngọc Đình, trọng tài nói không với tình huống phạm lỗi. Anh Quân, Xuân Hoàng, Ngọc Đình làm gì được không? Dứt điểm đi. Dứt điểm ở góc quá hẹp. Nhưng cầu thủ mang áo số 21 Ngọc Đình đang chơi tròn vai, di chuyển và dứt điểm bước một rất tốt của cầu thủ mang áo số 21 Ngọc Đình. Tình huống xử lý bóng rất tốt của cầu thủ mang áo số 3 Xuân Hoàng. Xuân Hoàng vừa vào sân nên đang tròn vai. Những cổ động viên yêu quý của bóng đá Dơ Kinh quá đăng một số những cổ động viên ít ỏi cổ vũ trên sân trung tâm văn hóa huyện Hậu Lộc. Nhưng bù lại đó là những cổ động viên của fan truyền thông Nga Sơn Bít đang cổ vũ nhiệt tình. Cho đến lúc này thì chúng tôi biết là những rất đông những cổ động viên đang theo dõi trên fanpage Manila Manila Nga Sơn Bít, một trong những kênh truyền thông cũng như là đơn vị chính tài trợ cho chương trình livestream trực tiếp trong trận đấu này, đang làm hài lòng những cổ động viên yêu quý của bóng đá Nga Sơn nói chung cũng như những cổ động viên bóng đá, những cổ động viên đang theo dõi trực tiếp trên sân vận động trung tâm. Cầu thủ mang áo số 19 Phạm Mạnh, thời gian đã trôi vào phút thứ 24 rồi. Tỷ số cho đến lúc này vẫn là không đều. Các cầu thủ chủ nhà Hậu Lộc cũng như đội bóng FC Dơ Kinh của Nga Sơn đang chơi một trận đấu cống hiến. Một trong những sân vận động thuộc vào top đẹp của bóng đá tỉnh Thanh Hóa. Đó là sân trung tâm văn hóa du lịch của huyện Hậu Lộc đang chứng kiến một trận đấu đỉnh cao trong khuôn khổ là một trận bóng đá giao lưu, tạo điều kiện cho hai đơn vị giáp danh của khu Bắc sông Mã tỉnh Thanh Hóa. Đó là đội bóng đá trẻ của huyện Hậu Lộc đang thi đấu với một đội bóng chơi rất tốt của bóng đá Nga Sơn, đó là bóng đá Dơ Kinh. Đội bóng đá Dơ Kinh được mang tên đó là thời những thời vua chúa, mà trong đó trung tâm hành chính quản lý của đơn vị chủ nhà của Ủy ban nhân dân xã Nga Thành đó là đội bóng để thi đấu cho những đội bóng của quê hương. Nhưng đội bóng này đã đổi tên thành một câu lạc bộ đội bóng FC Dơ Kinh để thi đấu với những đội bóng mạnh trong bóng đá huyện Nga Sơn, bóng đá huyện Hậu Lộc, bóng đá huyện Kim Sơn và bóng đá thành phố Ninh Bình. Đội bóng Dơ Kinh thành lập với một đội bóng đoàn kết tập hợp do Bầu Thắm duy trì. Và cho đến lúc này thì đội bóng này đang hoạt động rất tốt trong thời gian vừa qua của bóng đá huyện Nga Sơn. Sau trận đấu này thì đội bóng Dơ Kinh của Nga Sơn sẽ ra thành phố Ninh Bình để gặp lại đội bóng đến từ đội bóng FC Hồng Vương. Thành Tùng, Tuấn Anh đã về rất sâu, sự can thiệp kịp thời. Phạm Mạnh truyền bóng cho cầu thủ mang áo số 30 Tuấn Hưng. Tuấn Hưng không thể làm gì được trước cầu thủ mang áo số 11 Lam Trường. Đức Anh, Đức Anh và Thanh Tùng đổi vị trí cho nhau rất tốt ở phút vừa qua của hiệp đấu thứ nhất này. Vị trí luôn được hoán đổi giữa cầu thủ mang áo số 17 Thanh Tùng và cầu thủ mang áo số 21 Đức Anh. Tình huống xử lý bóng khôn ngoan của đội trưởng Phạm Hà, một trong những thủ lĩnh thực sự của bóng đá Dơ Kinh.
Đức Anh. Đức Anh liên tục hoán đổi vị trí từ hậu vệ cánh phải chuyển về đá ở trung tâm, di chuyển sang hậu vệ cánh trái. Đức Anh và Thanh Tùng là hai cầu thủ chơi rất tốt cho đội bóng đá trẻ Hậu Lộc. Cầu thủ mang áo số 28 Tuấn Anh đã phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 10 Nam Pet. Cái gì Dũng? Tung Dũng à? Tiến Dũng à? Tiến Dũng. Số mấy đây? Số 8 đây à? 11 à? Đơn vị chủ nhà đội bóng đá trẻ Hậu Lộc có sự thay đổi người. Tiến Dũng, cầu thủ mang áo số 22 vào sân và cầu thủ mang áo số 11 Lập Trường rời sân. Đứng trước bóng là Đức Anh. Đức Anh không dứt điểm mà chuyển cho cầu thủ mang áo số 5 Phúc Tiến. Vẫn là Phúc Tiến. Phúc Tiến rất khỏe. Phúc Tiến vượt qua hai cầu thủ của FC Dơ Kinh và tung một cú dứt điểm về phía cầu môn của anh Quân. Tiến Dũng vừa vào sân. Tiến Dũng đang còn rất khỏe. Dứt điểm ngay, bóng quá luẩn quẩn. Tình huống vừa chạy và dứt điểm rất tốt của cầu thủ mang áo số 3 Xuân Hoàng. Quá tốt cho Tuấn Anh, có làm gì được không? Tuấn Anh dứt điểm ngay. Tình huống dứt điểm mắt chân trụ của cầu thủ mang áo số 30 Tuấn Anh. Rất tiếc cho Tuấn Anh trong tình huống dứt điểm đối mặt với thủ môn Tuấn Anh. Các cầu thủ FC đội chủ nhà có sự thay đổi người. Quốc Việt số 19 mới chưa đăng ký đâu, số 19. Quốc Việt à? Quốc Việt. Ra sân là số 8. Các cầu thủ trẻ của FC Hậu Lộc có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 19 Quốc Việt vào sân và cầu thủ rời sân là cầu thủ mang áo số 8 Phạm Điệp. Ai vào sân đấy? Cầu thủ mang áo số 19 của FC Dơ Kinh Nga Sơn cũng có sự thay đổi người, Phạm Mạnh rời sân. Cầu thủ mang áo số 66 Bá Văn là người vào sân. Bá Văn vừa có mặt tại sân trung tâm Hậu Lộc. Bóng khẽ chạm tay cầu thủ mang áo số 17 Thanh Tùng. Trọng tài không bắt lỗi mà bắt lỗi đẩy sâu của cầu thủ mang áo số 66 Bá Văn. Tiếp tục là tình huống phạm lỗi của đội trưởng Phạm Hà. Cầu thủ vừa bị phạm lỗi là cầu thủ mang áo số 19 Quốc Việt. Quốc Việt vừa vào sân. Tiến Dũng đang đứng trước tình huống đá phạt. Tiến Dũng, Thanh Tùng, Đức Anh dứt điểm ngay. Hoa đầu thủ. Tình huống dứt điểm bóng chìm của cầu thủ mang áo số 21 Đức Anh. Nhưng thủ môn Anh Quân đang chơi tập trung và phán đoán tốt trong tình huống và xử lý bóng rất tốt của cầu thủ môn Anh Quân. Trận đấu đang hay lên rất nhiều ở những giây phút vừa của trận đấu. Quý vị khán giả đang đến với một trận đấu giao lưu đỉnh cao trong khuôn khổ giải bóng đá giữa hai đội bóng lân cận Bắc Sông Mã, tỉnh Thanh Hóa. Đó là đội bóng chủ nhà Hậu Lộc đang thi đấu với một đội bóng chơi rất tốt Dơ Kinh của bóng đá Nga Sơn. Tiến Dũng, Thanh Tùng dứt điểm ngay. Tiến rất tốt xử lý bước 1 và chỉ một tình huống bóng
Cầu thủ mang áo số 17 Thanh Tùng đã điểm rất tốt về phía cầu môn của anh Quân. Lấy bóng rất tốt giữa Đức Anh và thủ môn Tuấn Anh. Một trận đấu đang hay lên rất nhiều. Tỷ số cho đến lúc này ở phút thứ 33 là những phút gần như cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất này rồi. Tỷ số vẫn là không đều. Cơ hội đang còn nguyên cả và đội bóng chủ nhà, đội bóng trẻ Hậu Lộc cũng như đội bóng Dơ Kinh của bóng đá quê hương nhiều những chiến tích lịch sử như lễ hội Mai An Tiêm, Từ Thức cũng như một trong những địa danh nhân kiệt của khu Bắc sông Mã tỉnh Thanh Hóa là đội bóng Dơ Kinh đến từ quê hương Nga Sơn. Số 4 vào sân. Các cầu thủ đơn vị Dơ Kinh Nga Sơn có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 4 Trương Thành vào sân. Và cầu thủ mang áo số 30 Tuấn Hưng rời sân. Trương Thành mang áo số 4. Trương Thành đang mang hai quốc tịch, đó là quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Ghana. Dứt điểm ngay. Trương Thành là một trong những cầu thủ chơi đa năng, chơi nhiệt huyết. Trương Thành đang đầu quân cho một đội bóng đến từ công ty ô tô vận tải tỉnh Thanh Hóa. Một đội bóng ở bên Ghana. Những cầu thủ chơi mãnh liệt toàn diện. Trong năm 2021 đầu quân cho một đội bóng rất nổi tiếng của bóng đá Nga Sơn, đó là đội bóng Điện Thoại Thành Vinh. Đây là một trận đấu giao lưu. Chính vì thế cho nên là các câu lạc bộ cũng như đội bóng có thể đủ điều kiện để thay tất cả những cầu thủ của câu lạc bộ mình vào thi đấu để cọ sát, để học hỏi. Cho đến lúc này thì đã có tới mỗi một đội bóng có tới 3 lượt sự thay đổi người rồi. Cho đến lúc này đã vào phút thứ cuối cùng rồi của hiệp đấu thứ nhất. Tỷ số là không đều. Cơ hội đã còn nguyên cả đội bóng Dơ Kinh của Nga Sơn và đội bóng chủ nhà FC Hậu Lộc. Đức Anh, Tuấn Anh. Tình huống vừa truyền vừa dứt điểm rất tốt của cầu thủ mang áo số 21 Ngọc Đình. Sự khôn ngoan của đội trưởng Phạm Hà, vẫn là Phạm Hà, quá tốt cho Phạm Hà. Trong năm 2020 thì Phạm Hà là một trong những trụ cột của bóng đá, một đội bóng đá mạnh nhất của huyện Nga Sơn, đội bóng đá FC Hoàng Gia. Trong năm 2022 này thì đội bóng FC Hoàng Gia của Nga Sơn không được thi đấu nhiều, bởi vì một trong những tập thể nguyên ngôi sao của bóng đá Nga Sơn, cho nên rất ít có những đội bóng thi đấu với đội bóng FC Hoàng Gia ở trong năm 2022 này. Đội bóng FC Hoàng Gia thường thi đấu ở đội bóng đến từ đội bóng Lá Khoai Sầm Sơn, cũng như đến thi đấu với các đội bóng mạnh của huyện Kim Sơn. Vào vừa lúc này thì trọng tài Bùi Hoàng Đức đã thổi còi kết thúc hiệp đấu thứ nhất ở trận đấu giao lưu giữa đội bóng trẻ của chủ nhà huyện Hậu Lộc và đội bóng Dơ Kinh Nga Sơn. Kết thúc hiệp đấu thứ nhất, hai đội tạm nghỉ trong thời gian 10 phút. Hai đội đang có tỷ số hòa không đều để đến hiệp 2 của trận đấu này. Ở đây con nha. Cẩn thận với bóng nha. Ngồi sau loa cho anh hiểu rồi.
Theo quan sát chúng tôi thì đầu hiệp 2 này đội bóng đá của đơn vị FC Dơ Kinh có sự thay đổi người. Thủ môn Anh Quân rời sân và thủ môn Mạnh Tém, thủ môn mang áo số 1, thường niên bảo vệ khung thành của đội bóng FC Dơ Kinh vào sân. Phạm Tuấn mang áo số 36 vào sân và người ra sân là cầu thủ mang áo số 21 Ngọc Đình. Và cầu thủ mang áo số bên các cầu thủ FC chủ nhà của đơn vị Hậu Lộc, 5 mét, cầu thủ mang áo số 10 rời sân và cầu thủ mang áo số 8 Đồng Yếu vào sân. Tiếng còi khai cuộc của trọng tài Bùi Hoàng Đức của hiệp đấu thứ hai này bắt đầu. Thanh Tùng, cho đến lúc này trời đã trở về với không gian của buổi tối rồi. Trên khuôn viên sân văn hóa trung tâm đang thi đấu với những ánh đèn cao, nhưng với mặt sân rộng và độ sáng cũng đang làm rất khó khăn đến cho bình luận viên cũng như ban tổ chức cũng như các cầu thủ thi đấu. Vẫn là cầu thủ mang áo số 11. Cầu thủ mang áo số 11 vừa vào sân thay cho cầu thủ mang áo số 8 Phạm Hiếu là cầu thủ mang áo Phạm Mạnh. Vẫn là Đức Anh, xử lý bóng quá tốt của Đức Anh. Đức Anh đang di chuyển rất nhiều. Phạm Mạnh vừa vào sân đang đảm nhiệm vị trí đá phòng. Trương Thành vừa vào sân đã còn rất khỏe. Thì chúng tôi bình luận trong ít phút thì Trương Thành đang mang hai quốc tịch, đó là quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Ghana. Một trong những cầu thủ đang chơi rất tốt ở những phút vào sân của những phút vừa qua của trận đấu này. Đội trưởng Phạm Hà. Phạm Hà đang chơi tròn vai. Xuân Hoàng chuyển bóng rất tốt, đi không 1-0. Tình huống chuyển bóng có điểm rơi giúp của cầu thủ mang áo số 3 Xuân Hoàng. Và cầu thủ lập công, cầu thủ lập công không ai khác, đó là cầu thủ xuất sắc của bóng đá Dơ Kinh, cầu thủ mang áo số 66 Bá Văn. Bá Văn chọn vị trí và dứt điểm làm tung lưới của thủ môn Tuấn Anh, mở tỷ số cho đội bóng đá Dơ Kinh đến từ Nga Sơn với tỷ số là 1-0. Tình huống xử lý bóng một nhịp rất tốt, chuyền bóng có điểm rơi rất tốt của cầu thủ mang áo số 3 Xuân Hoàng. Và chọn điểm rơi cũng như chọn vị trí và xử lý bóng rất tốt của cầu thủ mang áo số 66 Bá Văn. Bóng đã nằm trong cầu môn, nhưng trước đó thì trọng tài Bùi Hoàng Đức đã thổi phạt cầu thủ mang áo số 11 Mạnh và được trọng tài Hoàng Đức rút ra một tấm thẻ vàng để cảnh cáo đối với cầu thủ mang áo số 11. Và trước đó thì một tiền đạo cầu thủ mang áo số 7 đứng góc vào bóng đá Dơ Kinh đã làm tung lưới của Tuấn Anh. Đứng trước bóng là đội trưởng Phạm Hà. Dứt điểm ngay 2-0. Bóng đã làm tung lưới và đi cả tung cả lưới cầu môn của Tuấn Anh. Với tình huống dứt điểm rất tốt của cầu thủ mang áo số 17 đội trưởng Phạm Hà, chỉ trong vòng độ khoảng tầm 1 phút 30 giây, một diễn biến giống như đội bóng đá Dơ Kinh của Nga Sơn đã làm lên một chuyện kỳ tích tại sân cỏ nhân tạo huyện Nga Sơn trước một đội bóng đến từ thành phố Ninh Bình, Hồng Vương. Chỉ trong vòng hơn 1 phút thì đội trưởng Phạm Hà đã nhân đôi cách biệt cho đội bóng đá đến từ Dơ Kinh Nga Sơn. Quá xuất sắc cho đội trưởng Phạm Hà. Ngoài đứng làm tròn vị trí và Phạm Hà với tình huống xuất phạt làm tung nóc lưới của Tuấn Anh. Trận đấu cho đến lúc này thì chắc chắn sẽ hơn rất nhiều. Cầu thủ mang áo số 7
của Dơ Kinh đã vào sân. Số 7 của mình tên gì nhỉ? Ngọc Thành đã vào sân. Ngay từ lúc Ngọc Thành vào sân thì đã có rất nhiều cơ hội. Tiếp tục là tình huống đánh đầu rất khó của cầu thủ áo số 7 Ngọc Thành. Các cầu thủ chủ nhà đơn vị Hậu Lộc chơi rất tốt, chơi mạch lạc, chơi huyền chuyển và lối đá vắc xin toàn sân. Ở đầu tiên của hiệp đấu thứ nhất này đang được phát huy, nhưng chỉ trong khoảng tầm hơn một phút thì các cầu thủ Dơ Kinh Nga Sơn đã ghi liên tục hai bàn thắng và đang tạm thời dẫn trước 2-0. Trận đấu này thì đang được những cổ động viên yêu quý đang theo dõi trên fanpage Media, một trong kênh truyền thông của Nga Sơn Beat đang phát trực tiếp và cũng là nhà tài trợ chính cho chương trình live stream trực tiếp trong trận đấu chiều ngày hôm nay. Tỷ số cho đến lúc này là 2-0. Các cầu thủ Dơ Kinh, đội bóng đến từ quê hương Nga Sơn, đang tạm thời dẫn trước. Nói chung thì các cầu thủ FC đơn vị chủ nhà Hậu Lộc chơi tốt hơn rất nhiều ở phút đầu tiên. Ở trận đấu, hiệp đấu đầu tiên của trận đấu này, Tiến Dũng, Đức Anh dứt điểm ngay. Hoa cầu thủ ngon mạnh thêm, nhưng với tình huống dứt điểm bồi của cầu thủ mang áo số 19 Quốc Việt, Quốc Việt đã rút ngắn tỷ số 1-2 cho đội chủ nhà, đội bóng đá trẻ của huyện Hậu Lộc. Sự lăn xả của thủ môn mạnh thêm, đó là một cơ hội tình huống dứt điểm bồi của cầu thủ mang áo số 19 Quốc Việt. Quá tốt! Tình huống chuyền bóng bằng chân trái rất nghệ thuật của cầu thủ mang áo số 3 Xuân Hoàng. Chưa quen khẩu vị, chưa quen khẩu vị tay. Hơi dài. Tiến Dũng quá tốt cho Tiến Dũng. Vẫn là Quốc Việt dứt điểm ngay. Tình huống xoay sở trước một dòng cầu thủ của Dơ Kinh, nhưng Quốc Việt vẫn tung được một tình huống dứt điểm. Nhưng tình huống dứt điểm cuối cùng của cầu thủ mang áo số 19 Quốc Việt hơi nhẹ. Một trận đấu đang cống hiến, một trận đấu đang chơi với một phong độ đỉnh cao trong một trận đấu giao hữu của hai đội bóng ở phía Bắc sông Mã tỉnh Thanh Hóa. Đó là đội bóng liệt kề, đội bóng đến từ đơn vị chủ nhà huyện Hậu Lộc đang thi đấu với một đội bóng FC, một câu lạc bộ rất mạnh của bóng đá Nga Sơn, đó là đội bóng đá Dơ Kinh. Tỷ số cho đến lúc này là 2-1. Ngay ở đầu hiệp 2 này thì các cầu thủ đã ghi được tới 3 bàn thắng cho hai đội bóng. Quá tốt! Tình huống solo và dứt điểm rất tốt của cầu thủ mang áo số 66 Bá Văn. Bá Văn đã lập cú đúp cho đội bóng Dơ Kinh của quê hương Nga Sơn. Bá Văn quá xuất sắc. Trong trận đấu mà đội bóng đá FC Dơ Kinh Nga Sơn thi đấu ở tuần qua với đội bóng FC Hùng Vương thì Bá Văn là một cầu thủ chơi rất nhiệt huyết. Ở trận đấu này thì đội bóng Dơ Kinh còn thiếu hai cầu thủ xuất sắc. Đó là cầu thủ mang áo số 12 Đức Chí và cầu thủ mang áo số 14 Hiếu Can Tê. Hai cầu thủ hôm nay vì không có mặt ở trận đấu này. Đây là một đội bóng nội bộ thuộc quản lý hành chính của xã Nga Thành. Một đội bóng đang quá hay. Đội bóng trẻ của quê hương, đội bóng chủ nhà Hậu Lộc đang tụ tập những ngôi sao bóng đá trẻ sáng giá của quê hương Hậu Lộc. Và trọng tài Hoàng Đức đã bắt lỗi với thủ môn Tuấn Anh. Tuấn Anh đã bắt bóng ở ngoài vòng cấm.
một trong những trọng tài trẻ có chất lượng chuyên môn rất tốt của bộ đá Hậu Lộc đang điều khiển trận đấu này. Trọng tài Hoàng Đức nói không với tình huống dứt điểm vừa rồi. Đứng trước bóng là cầu thủ mang áo số 4 Trương Thành. Một tình huống nguy hiểm. Dứt điểm ngay. Tiếp tục là tình huống dứt điểm bằng chân trái của cầu thủ mang áo số 17 đội trưởng Phạm Hà. Phạm Hà đang chơi quá tốt ở trận đấu này. Phạm Hà là một thủ lĩnh của đội bóng đá xã Nga Thành và là một trong những tiền vệ trụ rất tốt của đội bóng Hoàng Gia của quê hương Nga Sơn. Và giờ Phạm Hà đang điều khiển lối đá của đội bóng câu lạc bộ FC Sơ Kinh. Quốc Việt. Quốc Việt đang chơi rất tốt. Những vị trí của các cầu thủ FC chủ nhà Hậu Lộc đang chơi tốt hơn rất nhiều. Nhưng với bóng đá thì đang còn một số may mắn. Chưa chắc chơi tốt hơn, thế trận tốt hơn đã là có những điểm số tốt hơn. Theo thống nhất của ban tổ chức thi đấu thứ hai này được cộng thêm 5 phút. Thi đấu 40 phút. Bóng từ cái đầu của cầu thủ mang áo số 8 Đồng Hiếu. Đồng Hiếu vừa vào sân. Nhưng Đồng Hiếu đang chơi tròn vai. Các cầu thủ của đội khách Dơ Kinh Nga Sơn đang chơi tốt hơn rất nhiều ở những phút hiệp đấu thứ hai này. Trong đó có mặt của cầu thủ mang áo số 66 Bá Văn. Tiếp tục là tình huống bật rất cao của cầu thủ mang áo số 66 Bá Văn. Bá Văn vào chơi đang thay đổi. Hoàng Đức thủ môn mạnh tiêm. Quá tốt. Thủ môn mạnh tiêm cho đến trước khi giờ bóng lăn. Vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm nay với từ thành phố Hà Nội về. Và ban huấn luyện của đội bóng Dơ Kinh phải dùng tới xe để đón thủ môn mạnh tiêm. Thi đấu trong trận đấu buổi chiều ngày hôm nay và trận đấu gặp đội bóng Hùng Vương thì sau trận đấu đó thì Mạnh Tẽm sẽ ra Hà Nội để làm việc và học tập. Một trong những thủ môn ra vào rất tốt của bóng đá Nga Sơn. Mạnh Tẽm nổi lên từ giải bóng đá lễ hội Man Tiêm vào đầu tháng 4 dương năm 2022 cho đội bóng đá quản lý hành chính của Ủy ban xã Nga Thành. Dứt điểm ngay. Vẫn là cầu thủ áo số 4 Trương Thành. Quá tốt cho Trương Thành. Bóng quá lột quần. Vẫn là Phạm Hà. Quá tốt. Tình huống bóng lập bập của Ngọc Thành. Ngọc Thành tiếp đất rất tốt. Trọng tài Hoàng Đức đã bắt lỗi đối với cầu thủ mang áo số 4 Trương Thành. Trương Thành đã phạm lỗi với cầu thủ hậu vệ phòng của đội bóng đá chủ nhà Hậu Lộc. Tiến Dũng. Hai quả bóng trong sân. Dứt điểm ngay. Cho đến lúc này thì đang có hai quả bóng trong sân. Và trọng tài vẫn đang cho các cầu thủ Dơ Kinh Nga Sơn được hưởng quả đá biên. Trận đấu này đang hay lên rất nhiều. Những cổ động viên của đội chủ nhà đang cổ vũ nhiệt tình. Và những cổ động viên không nhiều
của đội bóng Dương Kinh Nga Sơn đang theo dõi trực tiếp trên sân vận động của huyện Hậu Lộc. Và cho đến lúc này thì chúng tôi được biết trên fanpage Maria Nga Sơn Bít đang có những lượng cổ động viên khổng lồ để cổ vũ cho những cổ động viên, những cầu thủ yêu quý của bóng đá Dương Kinh đến từ quê hương Nga Sơn. Trận đấu này thì cũng được truyền thông Media Nga Sơn biết là đơn vị tài trợ cho trận đấu này. FC Dương Kinh có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 7 Ngọc Thành rời sân và cầu thủ mang áo số 19 Phạm Mạnh là người vào sân. Một trong những trận đấu đang hấp dẫn rất nhiều những cổ động viên yêu quý của bóng đá Nga Sơn đang theo dõi cổ vũ trên truyền thông Media Nga Sơn Bít, một trong những kênh truyền thông mà được rất nhiều những cổ động viên yêu quý của bóng đá Nga Sơn nói chung và bóng đá 7 của Bắc Sông Mã nói riêng. Đức Anh. Trọng tài đã cho rằng cầu thủ mang áo số 3 Xuân Hoàng đã phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 21 Đức Anh. Đức Anh đã bị đâu? Đức Anh đang bị đâu? Và có thể không thể tiếp tục để thi đấu những phút còn lại của trận đấu này. Đây là một trận đấu giao lưu để gắn kết giữa hai đội bóng giáp danh. Hai số 8 vào à? Em ơi, cứ thay thay áo đi em ơi. Hai số 8 vào thì thế. Đổi một cái áo đi. Đức Anh rời sân và cầu thủ mang áo số 21 Phạm Điệp vào sân. Vẫn là Phạm Điệp. Tình huống xử lý rất tốt của cầu thủ mang áo số 11 Phạm Mạnh. Đức Anh chơi rất tốt ở những phút vừa qua của trận đấu này. Bóng đang được sự theo kiên cường của cầu thủ mang áo số 66 Báo Văn. Phạm Mạnh có đâu đi không? Vẫn là Phạm Mạnh đang đối mặt với cầu thủ mang áo số 11 Phạm Mạnh. Một cặp mạnh đang tổ chức tranh chấp rất quyết liệt trước cầu môn của Tuấn Anh. Số 11 Phạm Mạnh của đội bóng Dương Kinh Nga Sơn. Dương Kinh có sự thay đổi người. Xuân Hoàng chơi tốt tròn vai rời sân và cầu thủ mang áo số 00 Văn Duy vào sân. Tiến Dũng quá tốt cho Tiến Dũng. Các cầu thủ chủ nhà Hậu Lộc chơi rất tốt ở phút vừa qua của trận đấu này. Có mặt của Tiến Dũng, Thanh Tùng. Văn Duy. Bú đến chân cầu thủ mang áo số 17 Thanh Tùng. Quá tốt cho đội trưởng Phạm Hà. Phạm Hà truyền bóng cho cầu thủ mang áo số 6 Báo Văn. Dứt điểm ngay. Quá tốt cho cầu thủ mang áo số 4 Trương Thành. Một đường bóng mẫu mực
của một cầu thủ mang áo số 4, Trương Thành. Trương Thành phóng chế bước 1, xoay người theo tình huống dứt điểm bằng bản lề comba và dứt điểm rất tốt vào phía cầu môn của Tuấn Anh. Và Tuấn Anh phải nhoài người và xử lý bóng rất tốt với cứu nguy, với tình huống dứt điểm rất tốt của cầu thủ mang áo số 4 Trương Thành. Trương Thành có một sức mạnh chơi bóng kiên cường của đội bóng đến từ Dương Kinh. Truyền thống của câu lạc bộ Dương Kinh đó là thời xưa đó là một trong những đội bóng kinh thành, mà bao giờ đó là cơ sở quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân xã Nga Thành. Đội bóng Dương Kinh mang nhiều ý nghĩa trọng đại trong lịch sử của xã Nga Thành. Quá tốt cho cầu thủ mang áo số 4 Trương Thành. Trương Thành vào sân đang chơi nỗ lực hơn rất nhiều. Các cầu thủ đơn vị chủ nhà Hậu Lộc đang chơi kiên cường và đang phát huy những phẩm chất kỹ thuật của mình. Quốc Việt rất khỏe. Tình huống căng ngang khó chịu của cầu thủ mang áo số 19 Quốc Việt. Không có bất cứ một cầu thủ nào của đội bóng đá đến từ đơn vị chủ nhà Hậu Lộc theo trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Thủ môn Mạnh Tiễm đang chuyền bóng rất tốt cho cầu thủ mang áo số Bá Văn. Các cầu thủ đơn vị chủ nhà đang chơi rất tốt với tình huống đập nhà cũng như xử lý bóng vừa lô đá vét sinh toàn sân. Phạm Hà dứt điểm ngay, quá tốt. Tình huống dứt điểm từ rất xa của đội trưởng Phạm Hà. Phạm Hà truyền bóng cho cầu thủ mang áo số 19 Phạm Mạnh, nhưng Phạm Mạnh với tình huống giật gót không thành, bóng trôi qua cầu môn của Tuấn Anh chỉ trong gang tấc. Quá tiếc cho đội bóng đến từ Dương Kinh, một miền quê huyền thoại. Nga Sơn có rất nhiều những chiến tích, những lịch sử vang dội. Đó là những truyền thống về lễ hội Mai Ăn Tiêm, Động Từ Thức, cũng như một trong những câu bất thủ trong tục ngữ, đó là Chiếu Nga Sơn. Một trong miền cổ tích, một miền quê huyền thoại, được tác giả Mai Đình Loát cũng như Hàn Huy Điều sáng tác những bài hát miền quê huyền thoại của quê hương Nga Sơn thân yêu, đang chơi nhiệt tình, đang cống hiến những phẩm chất kỹ thuật. Tình huống di chuyển của cầu thủ mang áo số 11 Phạm Mạnh. Xử lý bóng an toàn của cầu thủ mang áo số 11 Phạm Mạnh. Tiến Dũng, bóng từ mũi giày của Tiến Dũng đi hết đường biên. Và cầu thủ mang áo kép 00 Văn Duy là người thực hiện quả đá biên. Một trận đấu đang quá hấp dẫn, đang được những cổ động viên yêu quý theo dõi trực tiếp. Dứt điểm ngay trên sân trung tâm thể thao của huyện Hậu Lộc. Và những cổ động viên yêu quý của bóng đá Nga Sơn cũng đã rất lâu với được theo dõi những một đội bóng yêu quý, đội bóng Dương Kinh đến từ quê hương Nga Sơn, một miền quê huyền thoại, đang theo dõi trực tiếp trên fanpage Mana Nga Sơn Beat, một trong những kênh truyền thông mà được rất nhiều những cổ động viên yêu quý đang theo dõi ở lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, và là đơn vị đầu tiên cũng như đơn vị tài trợ chính cho chương trình live stream trực tiếp trong trận đấu này.
dứt điểm ngay. Tình huống tiếp cận rất tốt của cầu thủ mang áo số 4 Trương Thành. Quá tốt, quá bình tĩnh cho tỷ số cho đến lúc này là 3-1. Đang tạm thời nghiêng một đội bóng đến từ Dơ Kinh, quê hương Nga Sơn. Không qua lỗi. Trọng tài Hoàng Đức để cho các cầu thủ đội trẻ FC Hậu Lộc được hưởng phép lợi thế. Và ngay sau đó thì tình huống dứt điểm làm tung nóc lưới của thủ môn Mạnh Tém. Với tỷ số rút ngắn chung còn 2-3. Tình huống dứt điểm rất tốt và lạnh lùng, làm tung nóc lưới của thủ môn số 1 Mạnh Tém. Các cầu thủ đơn vị chủ nhà, các cầu thủ trẻ là nguyên những dàn ngôi sao trẻ đầy triển vọng của bóng đá huyện Hậu Lộc. Ai vào đấy? Văn Lâm. Văn Lâm số 6. FC trẻ Hậu Lộc có sự thay đổi thủ môn. Văn Lâm vào thay cho thủ môn Tuấn Anh. Bóng đá Hậu Lộc trong những năm vừa qua phát triển rất tốt, từ những giải thiếu niên, giải bóng đá thanh niên mở rộng được Ban Thường vụ Đoàn huyện Hậu Lộc tổ chức thường niên, cũng như các tổ chức của bóng đá huyện Hậu Lộc tổ chức những giải đấu đấu bóng đá ven biển, cúp biển xanh, rất nhiều những giải bóng đá uy tín hàng đầu của bóng đá Hậu Lộc phát triển rất tốt. Một trong những cầu thủ trẻ đang chơi ở trận đấu này là những ngôi sao triển vọng của bóng đá Hậu Lộc trong tương lai, Tiến Dũng. Phạm Điệp quá tốt cho cầu thủ áo số 21 Phạm Điệp. Lúc này Tiến Dũng đã về đá phòng thay cho vị trí của cầu thủ mang áo số 11 Phạm Mạnh. Chuyền bóng quá sâu. Cầu thủ vừa có tình huống chuyền bóng là cầu thủ mang áo số 36 Phạm Tuấn. Bóng từ chân đồng yếu chuyền cho đồng đội là cầu thủ mang áo số 19 Quốc Việt. Quá tốt cho Tiến Dũng. Tiến Dũng có cái chân trái quá dẻo. Một trong những cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá huyện Hậu Lộc đang tập hợp ở trận đấu này và đang làm cho những người đàn anh của đội bóng Dơ Kinh chơi rất vất vả những phút vừa qua. Tỷ số cho đến lúc này là 3-2. Các cầu thủ Dơ Kinh đến từ quê hương Nga Sơn đang tạm thời dẫn trước. Đồng Hiếu dứt điểm ngay. Hoàn hảo thủ môn Mạnh Tém. Mạnh Tém là cầu thủ ra vào rất tốt của đội bóng đá Dơ Kinh Nga Sơn. Trong trận đấu gặp đội bóng đá Hùng Vương của thành phố Ninh Bình thì Mạnh Tém chơi xuất sắc và bảo tồn tỷ số 3 đều cho cả hai đội bóng đến từ Dơ Kinh Nga Sơn. Cầu thủ mang áo số 36 rời sân là và cầu thủ mang áo số 21 Ngọc Đỉnh vào sân. Phạm Tuấn rời sân, Ngọc Đỉnh là người vào sân. Trọng tài không nói với tình huống đá biên. Đồng Hiếu. Chuyền bóng hơi vội của cầu thủ mang áo số 00 Văn Duy. Một trận đấu đang quá nhiều cảm xúc. Cú đá biên thì khá dứt điểm ngay. Hoàn hảo thủ môn Văn Lâm. Văn Lâm đang chơi xuất sắc ở tình huống đối mặt với cầu thủ mang áo số 19 Phạm Mạnh.
anh vào sân Đồng Hiếu ra sân số 8 cả. Dứt điểm ngay. Các cầu thủ bên đội bóng trẻ Hậu Lộc có sự thay người đổi người. Đức Anh vào sân. Và Đồng Hiếu là người rời sân. Đức Anh, cầu thủ mang áo số 8 Đức Anh vào sân. Đức Anh hoán đổi vị trí cho Đồng Hiếu. Quá tốt cho Quốc Việt. Xử lý bóng khôn ngoan của cầu thủ thủ thành mang áo số 1 Mạnh Tiến. Văn Duy. Quá tốt. Dứt điểm ngay. Tình huống xử lý bước 1 và dứt điểm rất tốt của cầu thủ mang áo số 19 Phạm Mạnh. Cho đến lúc này thì cơ bản những vị trí của các cầu thủ đơn vị chủ nhà Hậu Lộc cũng như Dơ Kinh của quê hương Nga Sơn đang thi đấu rất tốt ở phút vừa qua của trận đấu này. Đức Anh. Thủ môn Văn Lâm đang chơi tốt, tròn vai. Văn Duy. Có làm gì được không? Trọng tài đã bắt lỗi một cầu thủ mang áo số 66 Báo Văn. Phạm lỗi với thủ môn Văn Lâm. Đứng trước bóng là cầu thủ mang áo số 11 Phạm Mạnh. Phạm Mạnh đã hoán đổi vị trí đá phòng thay cho cầu thủ mang áo số 22 Tiến Dũng. Cầu thủ mang áo số 17 Thanh Tùng và cầu thủ mang áo số 17 Phạm Hà là hai cầu thủ chưa ra sân, đang chơi tốt. Dứt điểm ngay. Bóng tìm đến đúng khu trọc. Quá tiếc. Bóng quá lật quẩn. Các cầu thủ đơn vị Nga Sơn có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 30 Tuấn Hưng là người vào sân và cầu thủ mang áo số 19 Phạm Mạnh là người rời sân. Tuấn Hưng vào sân. Tuấn Hưng vào sân thay cho Phạm Mạnh. Quá tốt. Cầu thủ mang áo số 8, số 21 Phạm Điệp đã bị phạm lỗi. Tình huống phạm lỗi là ngay vòng trung tâm. Đứng trước bóng là cầu thủ mang áo số 17 Thanh Tùng. Thanh Tùng đang chơi rất tốt của đội bóng đá trẻ Hậu Lộc ở trận đấu này. Vẫn là Thanh Tùng. Tiến Dũng. Lối đá huyền chuyển, lối đá vét sinh toàn sân của đội bóng đến từ đội chủ nhà đang chơi tốt hơn rất nhiều. Tất cả các cầu thủ của đội bóng trẻ Hậu Lộc đang cống hiến mãn nhãn với những tình huống di chuyển, tình huống đập nhả cũng như lối đá vét sinh tầm toàn sân. Quốc Việt, vẫn là Quốc Việt. Tình huống xử lý bóng rất tốt của cầu thủ mang áo số 21 Ngọc Đình.
tất cả những cầu thủ của đơn vị chủ nhà đang tổ chức tấn công rất nhiều phút vừa qua. Thời gian đã chỉ còn tầm khoảng độ 6 phút nữa thôi. Tỷ số cho đến lúc này là 3-2. Những cầu thủ của đơn vị chủ nhà đang chơi cố gắng để tìm kiếm bàn thắng quân mình tỷ số. Văn Duy không qua được cầu thủ số 8 Đức Anh. Bóng đang được nhanh lên rất nhiều, hay lên rất nhiều. Quá tốt cho Thanh Tùng. Quá hay. Tiến Dũng dứt điểm ngay. Hoàn hậu thủ môn Mạnh Tém đã xử lý bóng rất tốt. Lối đá vét sinh nhuần nhuyễn. Tình huống đập nhả rất tốt của các cầu thủ chủ nhà, các cầu thủ trẻ Hậu Lộc chơi ở phút vừa qua của hiệp đấu thứ hai này. Đây là một trận đấu đang quá hay, đang thi đấu tại sân trung tâm văn hóa của huyện Hậu Lộc, một trong những sân mà như chúng tôi đi làm bóng rất nhiều, là một trong những sân thuộc vào top đầu của bóng đá tỉnh Thanh Hóa, đang được những cổ động viên yêu quý theo dõi trên fanpage media Nga Sơn Biết, một những kênh truyền thông mà những cổ động viên yêu quý của bóng đá Nga Sơn nói chung và bóng đá của sân 7 cũng như những cổ động viên hâm mộ của tỉnh Thanh Hóa theo dõi rất nhiều, cũng là một trong những đơn vị truyền thông tài trợ chính cho trận live stream trong trận đấu này. Một trong những công nghệ hiện đại cũng như những tình huống cũng như những kỹ thuật quay phát mà được những anh truyền thông đã đi tập huấn ở những kênh truyền thông lớn để về phục vụ cho trận đấu này. Ngoài truyền thông những trận đấu đỉnh cao, truyền thông Nga Sơn Biết còn cập nhật những tin nhanh nhất, chính xác nhất và giúp cho quê hương Nga Sơn đổi mới rất nhiều trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong những năm vừa qua. Cho đến lúc này thì người dân Nga Sơn nói riêng và người dân của tỉnh Thanh Hóa là một trong những fan cứng của fan truyền thông Nga Sơn Biết. Tất cả những người dân Nga Sơn cho đến lúc này chỉ mở điện thoại, mở laptop là đã nhìn thấy kênh truyền thông, là những thông tin chính xác cập nhật để cho những cổ động viên yêu quý của bóng đá Nga Sơn chỉ cần có những trận đấu được phát trên truyền thông media Nga Sơn Biết thì tất cả những cổ động viên đang cổ vũ nhiệt tình. Có những trận bóng như chúng tôi được xem lại có tới hàng trăm lượt chia sẻ, có tới hàng 20-30 nghìn những cổ động viên yêu quý theo dõi một trận bóng. Đây là một trong những kênh truyền thông được rất nhiều những cổ động viên yêu quý theo dõi và hôm nay đang có mặt tại trung tâm văn hóa du lịch của huyện Hậu Lộc và đang đầu tư và cũng như đang tổ chức tài trợ cho chương trình giao lưu trong trận đấu này. Tỷ số cho đến lúc này là 3-2. Đội bóng đến từ Dương Kinh Nga Sơn đang hưởng một bàn trước khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Hoàng Đức. Một trong những đội bóng có tập thể không có nhiều sao, nhưng một đội bóng chỉ mới xây dựng trong năm 2022. Tiền sử của đội bóng đó là đội bóng quản lý hành chính Ủy ban xã Nga Thành. Nhưng đội bóng Dương Kinh đang chơi rất tốt và làm rất nhiều những cổ động viên yêu quý đang phải theo dõi cũng như những trận đấu đỉnh cao. Văn Duy. Cho đến lúc này thì chúng tôi đang cập nhật duy nhất đó là đội trưởng Phạm Hà và đội trưởng Thanh Tùng. Hai đội trưởng này đang chơi tròn vai cho đến lúc này, đủ những số phút trên sân. Thanh Tùng vẫn là Thanh Tùng. Quá tốt cho cầu thủ áo số 17 Thanh Tùng. Tuấn Hưng có làm gì được không? Tình huống xử lý bóng rất tốt của cầu thủ mang áo số 30 Tuấn Hưng.
Tuấn Hưng không truyền cho người anh của mình là Trương Thành, mà tung ra một cú dứt điểm uy lực vào phía cầu môn của Văn Lâm. Một trận đấu đã quá nhiều cảm xúc, đang cống hiến mãn nhãn với những ngôi sao trẻ của bóng đá huyện Hậu Lộc, cùng với một đội bóng già nua, một tập thể đồng đều của đội bóng Dương Kinh đến từ quê hương Nga Sơn, một miền quê huyền thoại. Thì chúng tôi bình luận trong ít phút thì quê hương Nga Sơn là một trong những địa danh linh kiệt và một trong những huyện lân kề của đội bóng của huyện Hậu Lộc. Có những sự tích như truyền thuyết lễ hội Mai An Tiêm, cũng như những sự tích truyền thuyết từ thức, và với những câu bất thủ trong những câu từ đó là chiếu Nga Sơn. Có rất nhiều những huyền thoại cũng như những di tích lịch sử của tỉnh Thanh Hóa. Đang thi đấu với một đội bóng, một quê hương bóng đá phát triển rất tốt trong những năm gần đây, đó là đội bóng trẻ của quê hương Hậu Lộc. Trong những năm vừa qua thì huyện Hậu Lộc đang phát triển với môn thể thao vua này rất nhiều, đó là tổ chức nhiều những giải bóng đá thường niên, như bóng đá thiếu niên Như Đồng. Ban thường vụ huyện đoàn Hậu Lộc thường tổ chức những giải bóng đá của thanh niên trong huyện, và các khu vùng ven biển cũng thường tổ chức những giải bóng đá truyền thống của mình. Như vừa rồi gần nhất đó là giải bóng đá Cúp Biển Xanh. Huyện Hậu Lộc đang có những tình huống cũng như lĩnh vực thể thao phát triển thuộc vào diện tốt nhất của tỉnh Thanh Hóa. Để nhờ những cổ động viên yêu quý hơn trận đấu này, để những cổ động viên yêu quý cũng như các cầu thủ của bóng đá trẻ Hậu Lộc sẽ vào với fanpage truyền thông Media Nga Sơn Biết để chia sẻ, để loan tỏa trận đấu này cùng với những cổ động viên yêu quý của quê hương Hậu Lộc. FC Dương Kinh có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 28 Tuấn Anh vào sân thay cho cầu thủ mang áo số 4 Trương Thành. Dứt điểm ngay. Đức Anh, không phải Đức Anh mà cầu thủ mang áo số 21 Phạm Điệp. Đức Anh, quá tốt cho Đức Anh. Tình huống chuyền bóng có cảm giác, có ý đồ của cầu thủ mang áo số 19 Quốc Việt. Chúng ta nhìn thấy số áo 19 Quốc Việt này thì chúng ta liên tưởng đến cầu thủ trẻ Quốc Việt của đội bóng U20 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. U20 Việt Nam. Quốc Việt quê ở Quảng Ninh, chơi lối đá rất tốt. Và chúng ta đó, chúng ta nhìn thấy số áo của cầu thủ mang áo số 19 Quốc Việt của đội bóng đá trẻ Hậu Lộc thì chúng ta liên tưởng đến cầu thủ mang áo số 19 Quốc Việt của đội bóng đá U20, U19 của Việt Nam. Quốc Việt là quê ở Hạ Long, Quảng Ninh. Thời gian đã trôi vào những phút thi đấu cuối cùng rồi. Tỷ số cho đến lúc này đang có tỷ số là 3-2. Đội khách Dơ Kinh của quê hương Nga Sơn đang tạm thời dẫn trước. Trọng tài không nói với tình huống phạm lỗi. Phạm Hà. Đá bóng hơi vội của cầu thủ mang áo số 30 Tuấn Hưng. Không có bất cứ một cầu thủ nào của Dương Kinh Nga Sơn theo kịp trong tình huống chuyển bóng vừa rồi. Thời gian bù giờ còn 1 phút. Tỷ số lúc này là 3-2. Trọng tài Hoàng Đức đã nhìn đồng hồ rồi. Tỷ số cho đến lúc này là 3-2. Nhìn chung thì
các cầu thủ trẻ của đơn vị dứt điểm ngay. Tình huống đá bóng kỹ thuật, đá bóng đập đất mà thường thấy với tình huống của Nguyễn Quang Hải, đội tuyển quốc gia Việt Nam với xử lý trong những tình huống dứt điểm vừa rồi của cầu thủ mang áo số 00 Văn Duy. Văn Duy quá kỹ thuật trong tình huống đá bóng đập đất vừa rồi. Đây chắc là tình huống đá phạt góc cuối cùng cho đội khách rồi. Tỷ số là 3-2. Bóng quá luẩn quẩn. Quốc Việt. Sự khôn ngoan của thủ môn mạnh tém trong tình huống ra khép góc, làm hẹp góc dứt điểm của tiền đạo xuất sắc số 19 Quốc Việt. Và vừa lúc này, trọng tài Bùi Hoàng Đức đã thổi còi kết thúc trận đấu này. Kết quả cuối cùng, các cầu thủ FC Dơ Kinh của quê hương Nga Sơn đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-2. Xin chân thành cảm ơn những cổ động viên yêu quý, đặc biệt là những cổ động viên đang theo dõi trực tiếp trên fanpage. Hẹn gặp lại ở trận đấu sau.